Những sau việc bị ném đá tơi tả ngay lần đầu chào sân V-pop, ôm mộng ca hát và đầu tư kỹ lưỡng cho sản phẩm đầu tay, thế nhưng không phải sau việc nào cũng nhận được thành công như mong đợi. Cả ngày qua, showbiz Việt dồn mọi sự quan tâm tới MV vừa được Chibu chính thức trình làng với mục đích chào sân V-pop ở vai trò ca sĩ. Để chuẩn bị cho dự án âm nhạc quan trọng này, Chibu đã nhờ tới sự hỗ trợ của ekip sản xuất đến từ Hàn Quốc. Hai tên tuổi thường tạo hit cho nhiều ca sĩ K-pop, vì thế từ chất nhạc sôi động dễ gây nghiện đến hình ảnh và vũ đạo trong MV đều mang đậm chất K-pop. Đặc biệt, trang phục mà Chibu lựa chọn để diện trong MV cũng lên tới con số 1 tỷ đồng. Có thể nói, đây là sự đầu tư kỹ lưỡng chỉnh chu cho một hướng đi chuyên nghiệp của Chibu trong vai trò ca sĩ. Thế nhưng, rất nhiều khán giả sau khi nghe sản phẩm âm nhạc đầu tay của Chibu đều để lại những phản hồi tiêu cực về việc chọn bài, giọng hát không phù hợp. Đông đảo ý kiến cho rằng, mặc dù trau dồi 3 năm ròng chăm chỉ, nhưng giọng hát và cả vũ đạo của Chibu chưa có quá nhiều thay đổi vượt trội để khiến khán giả phải ngạc nhiên. Kèm theo đó có những đoạn Chibu hát như độc, đặc biệt cách nhấn nhá vẫn có phần hơi cứng nhắc. Thậm chí một số ca sĩ trẻ không phải vô danh trong V-pop, Hương Tràm đã dành hẳn một dòng trạng thái để ngầm đá xoáy Chibu, đang lấy nghề của chúng tôi ra để cố gắng kiếm tiền, bất chấp cả việc mình không thể hát được. Đáng nói là nhiều khán giả tỏ ra đồng tình với quan điểm này của Hương Tràm. Nữ ca sĩ Hương Tràm dành hẳn một dòng trạng thái được cho là nói tới Chibu sau khi cụ hot girl Hà Thành trình làng sản phẩm âm nhạc Tibo. Mặc dù theo Chibu, cô khẳng định không quan tâm đến bình luận tiêu cực của đàn em, tuy nhiên một sản phẩm Tibo bị ném đá vẫn mãi là dấu ấn để đời trong sự nghiệp ca hát của Chibu mãi đến sau này. Dẫu cho những sự cố gắng của Chibu vì một sản phẩm đầu tay chỉnh chu kỹ lưỡng, dám nghĩ dám làm đều đáng được công nhận. Tất nhiên Chibu không phải là ngôi sao duy nhất của showbiz Việt phải hứng chịu gạch đá ngay sản phẩm chào sân V-pop, bởi trong lịch sử làng nhạc Việt đã có rất nhiều nghệ sĩ ôm mộng ca hát nhưng giọng ca lại bị lên án gay gắt ngay từ khi mới bắt đầu. Dù Chibu không để ý tới những bình luận tiêu cực, nhưng việc bị ném đá ngay sản phẩm đầu tay sẽ không bao giờ có thể xóa bỏ trong sự nghiệp âm nhạc của cô. Sau gần một ngày ra mắt, MV debut của Chibu đã có tới 21.000 lượt dislike, một con số rất đáng chú ý. Năm 2010, Phi Thanh Vân lần đầu trổ tài ca hát trước đông đảo khán giả bằng ca khúc Da Nâu trên một chương trình truyền hình. Đây được xem là màn debut khá ấn tượng nhưng lại không được công chúng quan tâm. Phải đến khi nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc chế lại và biểu diễn ca khúc này trong vở kịch Ngày Xưa Ngày Xưa 19, Phù Thủy Lắm Chiêu thì mới gây chấn động showbiz. Bắt đầu từ thời điểm này, khắp các diễn đàn trang mạng xã hội tìm lại màn biểu diễn debut của Thi Thanh Vân và chỉ bỏn vẹn 4 câu hát từ đầu đến cuối, cô đã bị gắn mác thảm họa V-pop. Cho đến tận bây giờ, thảm họa này năm xưa vẫn được nhắc lại mỗi khi Phi Thanh Vân trổ tài ca hát. Angela Phương Trinh cũng từng ôm mộng ca hát bên cạnh vai trò diễn viên và nhận về vô số gạch đá từ dư luận ngay từ sản phẩm debut là ca khúc Con Tim Mong Manh. Mặc dù ca từ bài hát rất hay, hình ảnh MV được chăm chút kỹ lưỡng, nhưng giọng hát được gắn mác thảm họa V-pop thế hệ mới của Angela Phương Trinh đã khiến cô thất bại hoàn toàn. Và dù sau này, Angela Phương Trinh cũng đã ra mắt thêm nhiều sản phẩm, nhưng tình hình vẫn không thể cải thiện. Giữa năm 2017, Huyền Sambi lựa chọn ca khúc Như Cái Lò từ nhạc sĩ chuyên tạo hit Khắc Hân để làm sản phẩm debut. Thế nhưng MV vừa trình làng đã nhận được vô số phản ứng trái chiều từ khán giả. Không ít người bức xúc, thậm chí tẩy chay sản phẩm mới của Khắc Hân vì hình ảnh và ca từ quá phản cảm. Thậm chí chưa đến một ngày ra mắt, Như Cái Lò nhận được 2.600.000 dislike trên YouTube. Một con số đáng suy ngẫm từ sản phẩm âm nhạc của nhạc sĩ tiếng tăm đầy mình. Trong khi đó, hầu hết bình luận đều là chê trách, bày tỏ sự thất vọng, thậm chí nặng nề ném đá ekip thực hiện. Điều này đồng nghĩa với việc sản phẩm debut của Huyền Sambi bị hủy hoại toàn vì chỉ cái mác phản cảm hời hợt trong ca từ và hình ảnh. Vũ đạo âm nhạc ca từ phản cảm đã khiến ca khúc này bị ném đá dữ dội. Hương Tràm, từ cô gái 17 tuổi tài năng tới ngôi sao với những phát ngôn gây bão, quán quân giọng hát Việt 2012 giờ đã là nữ ca sĩ nổi tiếng với nhiều bản hit, nhưng bên cạnh đó là vô số tai tiếng bên lề cùng các phát ngôn gây sốc. Hương Tràm được biết đến như một cô gái tài năng, từng vượt qua hơn 5.000 người để giành quán quân The Voice giọng hát Việt mùa đầu tiên năm 2012. Cô nhanh chóng bước chân vào showbiz và ghi dấu với những bản hit Với Em Là Mãi Mãi, Giữ Em Đi, Sao Anh Vẫn Chờ. Khi Hương Tràm mới nổi tiếng, người hâm mộ thường thấy một cô gái với ngoại hình tròn trịa và giọng hát đầy nội lực. Những ca khúc của Hương Tràm luôn đứng đầu các bảng xếp hạng thời đó. Tuy nhiên, vừa mới nổi danh,
Hương Tràm đã để lại ấn tượng với những phát ngôn gây sốc của mình. Đầu tiên là với ca sĩ Thu Minh, người thầy đã dìu dắt Hương Tràm những bước đi đầu tiên trong cuộc thi The Voice 2012. Chuyện nói dối về việc phẫu thuật thẩm mỹ, gu ăn mặc trên sân khấu. Và gần đây nhất là bóc mẽ khả năng ca hát của hot girl Chibu. Hương Tràm biến bản thân trở thành tâm điểm gây bão và hứng bão, đặc biệt từ chính những phát ngôn của mình. Hương Tràm và thầy Thu Minh. Sau khi bị Thu Minh trách ít liên lạc sau khi đăng quang The Voice, Hương Tràm đã khiến mọi chuyện trở nên thật sự phức tạp và bê bối khi quyết định tố ngược sư phụ trên Facebook. Cho rằng Thu Minh nói mình là kẻ vô ơn bạc nghĩa ăn cháo đá bát, nên quán quân The Voice 2012 đã ngay lập tức đáp trả bằng một tâm thư dài hơn 1.000 chữ để bóc mẽ khá nhiều chuyện hậu trường trong quá trình cô tham gia The Voice 2012. Không đồng quan điểm với cách suy nghĩ và phản ứng của quán quân The Voice 2012, rất nhiều cư dân mạng cho rằng ca sĩ gốc Nghệ An đã quá hồ đồ, bồng bột, thiếu suy nghĩ khi có những phản ứng như vậy trên trang cá nhân. Về phần Thu Minh, sau khi đọc xong những bài viết liên quan đến chuyện của mình với Hương Tràm mà bạn bè gửi cho, nữ ca sĩ nói, qua những gì Hương Tràm viết tôi không muốn nói thêm gì nữa và sự im lặng là điều cuối cùng tôi có thể làm cho Hương Tràm bây giờ. Hương Tràm và phẫu thuật thẩm mỹ. Từng nhiều lần bị hỏi về việc phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng Hương Tràm luôn khẳng định mình còn trẻ nên chưa nghĩ tới chuyện trùng tu. Nhưng không lâu sau phát ngôn xanh rờn đó, cư dân mạng truyền tay nhau đoạn clip Hương Tràm trong thẩm mỹ viện. Thậm chí trong clip, nữ ca sĩ còn vô tình lộ ngực trần. Sau đó Hương Tràm thừa nhận, thật ra thời gian qua, Hương Tràm không dám nhận chuyện đã phẫu thuật thẩm mỹ vì biết khán giả của mình không thích chuyện chỉnh sửa sắc đẹp. Tuy nhiên, với mong muốn xinh đẹp hơn trong mắt khán giả, nên Tràm đã nhờ cậy tới dao kéo. Hương Tràm khá tự tin khi làm chuyện ấy. Ở tuổi 19, Hương Tràm gây sốc khi khẳng định mình khá tự tin khi làm chuyện ấy. Thậm chí cô nàng còn tiết lộ chi tiết về nơi lý tưởng để thực hành yêu đương, điểm hấp dẫn nhất trên cơ thể đàn ông, biết hôn từ cuối năm cấp 2, hoặc kích cỡ và kỹ năng, cái gì quan trọng hơn. Hương Tràm chê người Bắc. Trong một bài phỏng vấn với câu hỏi tại sao Hương Tràm lại vào Nam lập nghiệp, cô đã trả lời lý do là vì em cảm thấy con người nơi đây rất thân thiện. Một ví dụ rất đơn giản thôi, đó là khi em đi ra ngoài mà muốn hỏi đường thì cách trả lời của hai miền Nam Bắc khá khác nhau. Con người miền Nam lúc nào cũng rất nhiệt tình chỉ bảo cho mình, không giống như ở ngoài miền Bắc. Hương Tràm và Chibu. Mới đây nhất, Hương Tràm đã có phát ngôn gây sốc trước MV mới của Chibu. Nữ ca sĩ viết, tại sao một số bạn hot girl rất xinh đẹp, đáng yêu, mình cũng cực kỳ thích các bạn ấy, cho đến ngày các bạn quyết định cầm mic làm ca sĩ. Tôi nói điều này chắc lại thu về nhiều anti-fan, nhưng tôi vẫn muốn nói. Vì cảm thấy quá bị xúc phạm khi đưa các nghề của chúng tôi ra để cống hiến kiếm tiền, bất chấp cả việc mình không thể hát được. Các bạn ạ, xin thì trau dồi thêm kiến thức, giàu chứ đừng cố siêu giàu một là biến chất, hai là trở thành trò cười. Đang hơn quá nhiều cô gái ngoài kia rồi, phải biết bằng lòng với những gì mình đang có. Phải biết bằng lòng, phải tự niệm chú nhớ nhé. Rất nhiều người hâm mộ của cả hai ngôi sao đã vào bình luận dưới đoạn trạng thái khá sốc của Hương Tràm. Sau đó, quán quân The Voice 2012 đã im lặng, xóa dòng trạng thái trên. Phản ứng bất ngờ của Gil Lê khi MV của Chibu bị chơi tê tả. Dù sự việc có ra sao, thì Gil Lê vẫn bên cạnh và động viên Chibu trước mọi thử thách. Chibu Gil Lê, cặp bạn thân nhiều năm nay của showbiz Việt mà ai cũng biết đến. Tình bạn giữa họ cũng từng thu hút một lượng fan riêng vì sự thân thiết của cả hai. Chibu Gil Lê luôn song hành cùng nhau trong các sự kiện và kết hợp ở nhiều sản phẩm nghệ thuật khác. Thậm chí cả hai còn có thời gian từng bị nghi ngờ có mối quan hệ tình cảm đồng giới, nhưng người trong cuộc đều phủ nhận. Từ hôm qua đến giờ, Chibu ra mắt MV mới từ hôm nay và tuyên bố sẽ lấn sân ca hát đã gây không ít tranh cãi. Nổi bật hơn vài chuyện xôn xao giữa dòng trạng thái mà mọi người cho rằng Hương Tràm đang đá điểu Chibu vì cô không có khả năng hát hò. Đồng thời, Chibu cũng nhận nhiều lời chê bai và khuyên cô không nên đi hát của khán giả. Trước những phản ứng dữ dội này, Gil Lê phản ứng như thế nào? Gil Lê đã chia sẻ MV của Chibu về trang cá nhân và không quên đính kèm dòng trạng thái. Khà khà, canh đúng, thành người xe thứ 1000 bên pay bạn chê bâu. Muốn gửi một tâm thư dài cho cô gấu, nhưng cô động và xúc tích lại là cố lên nhé. Từ hôm nay, lại khó hơn một chút, trưởng thành hơn, kiên trì hơn và vất vả hơn thật nhiều nha. I'm always beside you, tôi luôn ở bên cạnh bạn. Phản ứng của Gil Lê dành cho MV mới của Chibu khi gặp nhiều lời chê bai. Bên cạnh những phản ứng dữ dội, không chỉ mỗi Gil Lê ủng hộ Chibu, mà nhiều sao Việt khác cũng bày tỏ sự động viên Chibu cố gắng hơn để thuyết phục mọi người. Thậm chí có người còn chia sẻ khá nhiều về quá trình nỗ lực của Chibu trong chuyện ca hát từ nhiều năm trước. Giọng ca Anh Cứ Đi Đi chia sẻ MV về trang cá nhân và khen ngợi sự đầu tư của Chibu cho âm nhạc.
Á hậu Thúy Vân cũng nể phục sự cố gắng của Chi Bu. Vợ chồng Phạm Quỳnh Anh, Quang Huy là những người mà cách đây nhiều năm đã tạo cơ hội cho Chi Bu đi thu âm. Cả hai dành nhiều lời động viên và thấu hiểu cho một nghệ sĩ trẻ và tài năng như Chi Bu. Chi Bu ra mắt MV từ hôm nay vào ngày 10 tháng 10 và đây cũng là dự án chính thức như tuyên bố cho việc Chi Bu sẽ lấn sân sang ca hát. Được biết, sản phẩm này được Chi Bu đầu tư 3 tỷ đồng về phần hình ảnh trang phục. Cô còn kết hợp với cả ekip Hàn Quốc để hoàn thành tổng thể cả MV từ nghe đến nhìn. Tuy nhiên, vì khả năng hát còn non nớt nên Chi Bu đã gặp phải nhiều phản ứng chỉ trích từ cộng đồng mạng.